Trời cho tôm 908, Oda đã hé lộ một sự thật khủng khiếp sẽ gây chấn động toàn thế giới. Có một con người bước lên ngồi vào chiếc ngai vàng vô chủ và Ngũ Lão Tinh phải quỳ gối phục tùng. Cú plot twist kinh điển sau hơn 20 năm bộ truyện ra mắt, Ngũ Lão Tinh thật ra không phải những kẻ quyền lực nhất như ta tưởng. Cả thế giới đã bị dắt mũi suốt nhiều thế kỷ về cái suy nghĩ mọi vị vua đều bình đẳng, thế giới này không có vua. Nhưng giấy không gói được lửa, bí mật tưởng chừng như sẽ không thể bị phát hiện đó đã được Sabo chứng kiến toàn bộ. Vì lo sợ nên Im mới ra tay hủy diệt vương quốc Lorusia để giết người diệt khẩu. Thật may mắn khi đó Sabo đã lên thuyền của người dân rời khỏi hòn đảo. Ngay cả tổng tham mưu trưởng quân cách mạng cũng phải cảm thấy sợ hãi. Sabo ngắt mọi liên lạc với quân cách mạng để người ta nghĩ mình đã chết. Nhờ đó anh mới an toàn trở về vương quốc Kamabaka kể lại mọi chuyện. Câu chuyện này có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của người nghe, vì vậy Sabo chỉ kể cho Monkey D. Dragon và Emporio Ivankov, càng ít người biết càng tốt. Sabo muốn chờ thời cơ thích hợp mới công bố bí mật này với toàn thế giới. Đó sẽ là lúc quân cách mạng mở cuộc tấn công tổng lực vào Marengoi để lật đổ Thiên Long Nhân, hay nói đúng hơn là đưa đám quý tộc Bu Nhìn về vị trí vốn có của chúng. Đối thủ thực sự là Im, kẻ sở hữu thứ vũ khí hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Vậy Im-sama là người như thế nào? Khuôn mặt trông ra sao? Với đôi mắt mà chúng ta thấy thì liệu Im có liên quan gì tới mắt diều hâu Mihawk hay không? Càng quan trọng hơn là Sabo thấy được bao nhiêu ở Marengoi's, hội nghị Levelim mới nhất đã xảy ra biến cố gì chưa được công bố. Hãy cùng chuyện tổng hợp dự đoán một chút về nội dung chapter 1083 sắp ra mắt trong video ngày hôm nay. Đầu tiên có lẽ nên lại các sự kiện diễn ra hiện tại trước khi bắt đầu dự đoán. Thứ nhất là tâm điểm Egghead, băng mũ dơm và Vegapunk đang phải đối phó với con Jock phản bội. Bắt cóc Stella, chiếm quyền điều khiển 4 Seraphim và vẫn đang còn mưu đồ khác chưa được tiết lộ. Ngoài khơi thì Rodok Kizaru, Ngũ Lão Tinh Saturn mang theo 100 tàu chiến đến đảo Egghead. Một tàu có băng Zoran cũng bất ngờ xuất hiện tại đây. Ngoài ra còn phải kể đến bí mật trong ký ức của Kuma mà bọn này đã thấy. Về phía Redline, Kuma đã vượt qua cổng Bondola và ông sẽ trèo lên Marengoi. Sau tâm điểm Egghead là hai món điểm tâm ở Embath và Winter Iceland. Cả trận Kid với Xanh Tóc Đỏ lẫn trận Lo với Tít đều đã kết thúc mà không có bất ngờ nào xảy ra. Hai cháu được cho vào vai thợ lặn xuống đáy biển gặp Banglek. Theo ý kiến cá nhân của mình thì có hai lý do Oda ém nhẹm trận chiến giữa băng Zoran và băng Hurt, chỉ cho ta thấy vài skill cũ của Tít và Lo, show năng lực trái quỷ của bọn chỉ huy rồi công bố kết quả luôn. Vì thứ nhất, trận chiến này cũng diễn ra một chiều như Kid vs Shanks, dù Tít có vết thương nhưng không nặng, bọn thuyền trưởng Titanic cũng khỏe mạnh bình thường. Lý do thứ hai và cũng là quan trọng nhất, Oda đang muốn giấu skill của bọn Burgess, Vanogu, Dokkyu, đặc biệt là sức mạnh thực sự của Tít sau 2 năm time skip. Có vậy trận chiến hạ màn với băng mũ dơm hay băng tóc đỏ mới hấp dẫn được. Vì thế mà Ben Beckman, Yasop các thứ mới ngồi chơi xây nước nhìn chú Shanks thể hiện. Cũng chỉ là chiêu thức đầu vua hải tặc Roger truyền thụ thôi. Oda chưa muốn show hết skill của tứ hoàng tóc đỏ đâu. Điều tương tự cũng xảy ra tại Hachinosu, một diễn biến khác song hành với Egghead. Bọn Shiryu mưa đều không ra trận mà Oda đã để Kuzan đi chặn gáp. Ngoài sức mạnh của thầy ông nội thì trận này không có gì mới mẻ từ phía đối thủ của cụ xe ôm công nghệ. Tiếp đến là sự kiện Edward Wavin bị bắt bởi đô đốc Ryokugyu. Mẹ hắn, Buckingham Stussy đã tới đảo Sphinx nhờ Marco cứu con trai mình. Liệu anh đầu dứa sẽ đi hay mặc kệ Wavin, dù Mrs. Bucking đã khẳng định hắn mang huyết thống của dâu trắng đây? Biến cố thứ 5 xảy ra trong chapter 1082 mới nhất. Crosskill có thể sẽ có hành động mới khác với hướng đi ban đầu mà cá sấu và Mỹ Hạnh vạch ra. Gap Rayleigh được xem như các huyền thoại như Buggy cũng như rapper Denvo, người ta gọi thành không có you vì thiếu y dài. Ngắn gọn là hề thoại. Hề thoại sống Buggy đã tuyên bố sẽ tranh đoạt kho báu One Piece cùng ngôi vị vua hải tặc. Dù tuyến nhân vật này có thể sẽ bị tạm thời dừng lại ở đây, dù cho Buggy bị hai ông kia át vía, những hành động ấn tượng của hề thoại ở chapter 1082 chắc hẳn sẽ là một tiền đề cho tương lai. Khái niệm nhà vua chú hề một lần nữa có thể được lên báo. Và cuối cùng, cũng trong chapter 1082 thì nhân tố S tóc vàng Sabo đã quay về bản, chuẩn bị tiết lộ sự thật những gì xảy ra ở Marengoi. One Piece đang đến hồi cuối, điều đó có nghĩa là Oda sẽ đẩy cùng lúc rất nhiều tuyến sự kiện mà có khi còn chẳng có arc Egghead như chúng ta nghĩ, thay vào đó sẽ đúng nghĩa là saga cuối như Oda đã nói. Một hồi chuyện tổng hợp tất cả các sự kiện không tuyến tính, thậm chí không có tuyến nào được xem là trung tâm. Bởi nếu so sánh thì trận chiến ở Egghead chắc gì đã đọ được trận của Gap ở Hachinosu. Bình cá có rất đông fan muốn Oda vẽ chi tiết trận này và sẵn sàng chấp nhận break diễn biến ở Egghead một thời gian dài. Nhưng Sabo cùng câu chuyện tại Marengoi cũng hay chẳng kém. 100% người đọc One Piece đều muốn biết Im-sama là ai, sức mạnh của Dragon và quân cách mạng ra sao. Cho nên mới nói không có tuyến nào làm trọng tâm trong cái gọi là saga cuối này. Tất cả các thế lực lớn nhất đều đang hành động vì mục tiêu của mình, và nên hãy chuẩn bị tinh thần chuyển cảnh liên tục. Với cái kết của chapter 1082 mới đây, rất khó để chắc chắn rằng chúng ta sẽ được lắng nghe toàn bộ câu chuyện của Sabo ngay ở chương kế tiếp. Tuy nhiên, đã một lần Oda break câu chuyện này, đó là ở chapter 1058 khi anh gọi về thông báo tình hình. Anh chỉ kịp khẳng định mình không phải là thủ phạm giết vua Cobra, nhưng vừa định nói ra sự thật thì Oda đã chuyển cảnh.
Đổ tới cho tầm 1060, ta thấy Lolo xe bị hủy diệt, Sabo cũng lặn một hơi từ đó tới giờ. Theo mình thì Oda sẽ không lặp lại điều đó một lần nữa, gần như chắc chắn chúng ta sẽ biết thủ phạm thật sự giết Chao Vivi là ai. Có thể câu chuyện vẫn sẽ được kể nhưng sẽ theo một cách mới lạ hơn khi nó sẽ đan xen với tình hình tại đảo Egghead. Bọn này cũng có mặt tại Marengoi khi hội nghị Lê Bailey diễn ra. Mình đoán cô nàng này đã chứng kiến một số câu chuyện quan trọng nhưng chưa có dịp kể lại bởi mọi mối bận tâm của bọn đây đã dồn cả vào việc bắt Vegapunk khôi phục lại cho cha. Thêm nữa, chúng ta còn chưa rõ Kuma đang muốn làm gì. Ông cũng được nhắc đến trong cuộc nói chuyện của Sabo với Dragon. Không tự dưng Oda đưa khối cước của Kuma đặt ở Egghead và tiết lộ toàn bộ khi saga cuối vừa bắt đầu. Chắc chắn nó có liên quan chặt chẽ với cái chết của Vokopra, điều ông muốn chất vấn Ngũ Lão Tinh. Theo mình dự đoán thì tác giả Oda sẽ kể sự thật ở Marengoi về chính phủ thế giới bằng cách kết hợp hình ảnh từ cả Sabo, Kuma và Bonney. Câu chuyện được kể từ miệng Sabo nhưng song song với nó là hình ảnh Kuma ở thánh địa Marengoi cũng như màn độc thoại của Bonney trong phòng chân gấu. Câu chuyện của Sabo cũng sẽ giải thích thêm cho chúng ta biết tại sao Vivi lại ở chỗ của lều bào Morgans, làm sao mà họ trốn thoát khỏi bàn tay chính quyền thế giới cũng sẽ được tiết lộ. Càng đáng nói hơn cả là việc im cầm trên tay tấm hình của Vivi, rõ ràng vị vua giấu mặt này muốn bắt sống công chúa vương quốc Alabasta. Nhưng mình khuyên anh em cho nên mong đợi việc Im-sama xuất hiện trong câu chuyện của Sabo, bây giờ vẫn chưa phải lúc Oda cho người này lộ diện. Thủ phạm giết vua Cobra, lý do Vivi ở cùng Morgans và Wapol, hay việc thế giới này có một vị vua giấu mặt đã là quá nhiều cho chapter 1083. Mình không tin Oda sẽ tiết lộ thêm bất cứ điều gì về Im-sama. Nhắc tới mình nhớ, Wapol có khả năng đã trông thấy Im nên hắn mới sợ hãi đến như vậy. Bởi cũng như Stanley, Wapol phải tới phòng chứa ngay báu tuyên thệ do quốc gia của hắn lần đầu tham dự Lebeli. Đúng là Wapol từng là vua của vương quốc Drum, tuy nhiên tên này đã bị phế truất. Sau khi bị trục xuất thì Wapol đã vung tiền để xây dựng một vương quốc mới, thậm chí hắn còn kiếm được tấm vé tham dự hội nghị Reverie. Chuyện này đáng sợ tới nỗi lều bào Morgans cũng phải ém đi, chứ bình thường là Im-sama lên trăng nhất rồi, có lẽ hắn đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Và đó có thể là phản ứng của Monkey D. Dragon sau những gì Sabo kể lại. Theo mình thì việc chính phủ thế giới lừa bịp tất cả là thời cơ không thể tốt hơn cho con cách mạng hành động. Diễn biến của những chương vừa rồi cho chúng ta thấy rằng tất cả những thế lực mạnh nhất đều đã, đang hoặc chuẩn bị hành động. Một cuộc chiến lớn sẽ nổ ra nhưng mà ở đâu đây? Theo mình dự đoán thì có thể sẽ ở chỗ của người đàn ông mang vết sẹo bỏng, nhân vật được nhắc đến khá nhiều trong những chapter vừa qua. Sau câu chuyện của Sabo, nhiều khả năng ta sẽ trở lại với biến cố ở Egghead. Tàu chiến của băng dâu đen gần hơn nên chúng có thể đổ bộ lên đảo trước hải quân. Mình và Tinoda sẽ cho mấy tên trên tàu lộ diện trước, biết được kế hoạch của chúng rồi mới tới công chuyện đối phó với Kizaru. Băng mũ rơm cần sớm đánh bại Seraphim và đi ngay khi có thể. Tuy nhiên vì người dẫn chuyện còn nói biến cố tại Egghead kinh khủng hơn Ohara nên dĩ nhiên họ phải có một cuộc chiến lớn tại đây. Tuy nhiên mình đang chờ đợi phản ứng của một người, đó chính là thủy sư đô đốc Akainu. Sự việc đau lòng của T-Bone đã gây rúng động dư luận. Thật tiếc cho một hải quân tốt bụng, lòng đầy nhiệt huyết và chính nghĩa. Liệu một người đàn ông gầy gò, khổ sở vì đói ăn có đủ sức ám sát một phó đô đốc với nhiều chiến công nổi bật như T-Bone hay không? Hay ẩn sau đó là một câu chuyện chưa được kể giữa T-Bone và người đàn ông ốm yếu đang tìm mọi cách để cứu gia đình đang chết dần chết mòn của mình. Còn nhớ trong Away the Seven, T-Bone khi đó mới là thượng tá đã dũng cảm lao ra trận tàu hỏa trên biển. Ông ta sợ nếu để tội phạm trốn thoát thì sẽ có nhiều người dân phải chịu đau khổ. Ông ta thả mất đi tay chân trong cơn sóng dữ cũng phải mang tới chính nghĩa cho thế giới bất công này. Mà thật ra cũng vì quá thật ta tốt bụng nên T-Bone mới bị Sanji lừa. Mất đi một sĩ quan như vậy khiến Sengoku và Chiru rất đau lòng. Có lẽ T-Bone đã tự sát để người đàn ông kia đem thủ cấp ông ta tới Cross Guild lãnh thưởng. Nhưng nguyên nhân sâu xa đều do sự thối nát của bộ máy lãnh đạo, của sự thờ ơ, giả tạo và bóc lột tới tận cùng của chính quyền thế giới. Công lý bên trong mỗi người hải quân dần dần trở thành một sự đấu tranh, một câu hỏi đang chờ Akainu đưa ra lời giải đáp. Sengoku cũng nhận định rằng phải đập tan sự bành trướng của Cross Guild càng sớm càng tốt. So với ba tứ hoàng còn lại thì một đe dọa thứ mức ghi đang là lớn hơn. Làm thế nào đây, chó đỏ? Chúng ta sẽ có câu trả lời vào ngày 10 tháng 5 tới, bởi lẽ ra ngày 3 tháng 5 mới có chuyện do ảnh hưởng của tuần lễ vàng từ 29 tháng 4 tới 2 tháng 5. Nhưng Việt Nam và một số quốc gia khác đọc trước bản leak nên phải chờ tới 10 tháng 5 mới có chapter 1083. Chapter 1082 có viết No Break Next Week, vậy nên sẽ tiếp tục ra chapter 1084 ngay sau đó. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem hết video này. Nếu thì hay, hãy bấm like, subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.